cái đó thôi mẹ ơi, cái xứ người ta là xứ văn minh, người ta làm được, đâu có còn xứ của tao làm này cho bán nhà hả? Cái đó sao bán mày? Nói mày nghĩ coi, ông xin chỗ tao á, có 1 triệu 1 tháng à, đúng không? Mà thằng nào đóng năm á thì còn có 500 ngàn tháng à, 500 ngàn tháng mà kia coi ngày có 10 mấy ngàn bạc, đúng không? Ngày có 10 mấy ngàn bạc rồi mày làm cái khăn này mày tốn tiền giặt nhiêu cái à? Rồi mày tốn tiền gọi là cu ly bưng giáp cái khăn nữa, đúng không? Sao được? Mà tao nói thiệt với mày á, cái xứ người ta văn minh người ta làm được, còn cái xứ Việt Nam mình nó chưa có văn minh. Ông mới vô tập tao nói thiệt với mày mà để khăn đi nó xu về nhà mày 4-5 cái luôn. Cái gì cũng phải có đó hả? Sao không có? Trời ơi bình thường. Cái gì mà nó lấy về nhà luôn hả? Tao nói mày nó lấy về nhà là chuyện nhỏ. Nghe tao nói cái này ghê hơn đó nè. Mà biết phòng riêng của tao không? Tao bỏ xà bông ở trong toilet đó. Nó lấy nó tắm không nó lấy nó tắm là chuyện bình thường. Còn đằng này á, nó lấy cái bình khác nó chiết xà bông vô nhà, vô cái bình nó đem về nhà tắm nữa. Ông thấy ghê chưa? Xong tao quê tao bỏ luôn, tao bỏ xà bông luôn. Mà làm kim năm sau tôi nói cho chết hả? À, còn cái khăn á, có thiệt bạn khăn để lau mồ hôi. Đúng không? Xong rồi trả vô đây ta giặt đi thì nó nhẹ nhàng. Còn xin lỗi các bạn nha, khăn nó cầm vô toilet luôn. Mà nó cầm vô toilet nó làm cái gì thì ông nội ai biết. Đúng không? Đó. Du lịch, tận hưởng cuộc sống. Tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ, thần thái Zimmer. Tự hào, Việt Nam phát triển. Vlog du lịch, Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các bạn. Mấy bạn xem video của Duy Nguyễn cũng ác lắm. Nó có bạn nói là Duy Nguyễn ơi, làm video ráng nói 30 phút đi nha, đã quá. Mỗi lần nghe Duy Nguyễn nói là thứ nhất em mắc cười, thứ hai em có kiến thức. Mà anh làm video có 15 phút, nghe không có đã. Ác vừa thôi mấy ông nội. Súp thì không mua được cái hũ nào trên ông đội á. Surprise thì không biết tạo mặt lon cho surprise cho anh lên được rút vàng nhanh nhanh đi. Rồi để kêu nói 30 phút luôn. Mà một ngày quay 2 cuốn, nói sao nổi. Mệt gì đâu á, chờ chút. Chờ chút con liền nha nè nha. Xong hồi cộng bằng livestream nữa. Trời ơi đời tôi nó khổ quá trời luôn. Nó khổ quá trời khổ. Hai. Chờ chút đi mấy chú. Nói chung mà đi đâu cũng phải có lean body hết. Vài bữa kêu Lapada ship trong thùng luôn. Nó thật sự đối tác của Duy bên này nhiều lắm mà. Cần uống gì sinh nè. Không cần phải ý kiến cái cò. Cần uống gì sinh má. Nhưng mà thật sự Duy cũng muốn một lần trải nghiệm qua Chinsi bên này coi nó có hàng gì đó. Chứ còn chai nước này mấy đồng nữa nè. Trời ơi cơ bên này nước mắt quá. Nó thật sự các bạn không phải là tiết tiền, đúng không? Không phải là tiết tiền, tắt Duy xài tiền mà hiểu rồi đó. Có những lúc xài rất nhiều, nhưng có lúc là rất keo. Giống như nước nè, đi ra cây xăng mua. Tại hôm qua còn mướn cái xe thì vô cây xăng đổ bây giờ không có nước hết á. Nó mua cái xe vô cây xăng mua chai này như là mấy đồng, 3 đồng hay 4 đồng, nhớ 3 đồng. Còn nước khách sạn, đây, 7 đồng. Mà bữa nào, 7 đồng. 7 đồng, đó thì giờ mà tính sao, vậy xài gì? Thôi mua mẹ thầy mua mấy bánh ăn nữa nè. Đó, bánh này Việt Nam cũng có. Thì giờ mình mua vậy mình tiết kiệm được 4 đồng. 4 đồng rồi mình đi ăn nhà hàng, mình bo cho mấy thằng bồi. Bo này là bắt buộc. Nó mình bo cho mấy thằng bồi thì nó đỡ tốn tiền. Bởi vậy nhiều khi ăn uống bên này thật sự các bạn. Vô cái xứ lót này nó mắc kinh khủng. New York cũng mắc nữa. Sắp tới chưa đi New York nữa. Bởi vậy cái cuộc sống của mình á, một khi mà cầm tiền đi qua cái xứ Mỹ này là cũng phải là thốn quá chứ mà giỡn đâu. Ở Việt Nam mà làm không ra tiền đi chết. Nó trước bạn luôn, ở Việt Nam làm không ra tiền đừng đú Mỹ nha. Đú không nổi. Nó mắc kinh khủng. Ví dụ như bạn đi Nhật chả là cái mẹ gì, đúng không? Nhật chả là cái gì hết. Ví dụ bạn đi Nhật, bạn đi tour thì bạn ăn có bao giờ quan tâm tiền bo không? Không bao giờ có. Không bao giờ có. Quan tâm tưởng đồ lo hết. Còn đi qua xứ này từng chút, từng chút, từng chút, đúng không? Đi Mỹ mà đi tour là nó không hay. Tại vì chẳng cái xứ Mỹ này đi tour đó nó không hợp lý mà. Nó không hợp lý thật, đúng không? Xứ Mỹ này á, mình đi á là mình tự đi đi. Mình có người thân mà. Ở nhà người thân đóng. Nhiều khi chẳng nói thôi, nhà người thân nhóc thì có người thân sẽ giúp đỡ mình, support mình, hoặc là mình ở với người thân, mình ở quanh quanh trong khu người thân cũng được. Mình tự trải nghiệm. Thí dụ như bây giờ bạn không biết tiếng Anh đúng không? Nhầm nhò gì, bạn ở nhà người thân của bạn. Nhà người thân của bạn vòng vòng đó có tiệm tiện ích, có cây xăng này nọ đó. Giao tiếp mấy đó đâu cần tiếng Anh nhiều đâu, đúng không? Mà nhìn ta làm sao bắt chước làm vậy, quan trọng có cái thẻ thôi. Không lẽ người thân bảo chỉ bạn, đúng không? Thí dụ người thân với bạn đi với bạn lần hai bạn tự đi. Đó là sự trải nghiệm. Trải nghiệm. Mà bởi vì cái sự trải nghiệm nó rất là tốn kém. Ở trong nhà không tốn kém bằng ló đầu ở đường tốn.
giống như giờ anh Duy Nguyễn trong khách sạn, anh Duy Nguyễn nó ho ra lửa, anh Duy Nguyễn tự do, nó private, nó muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Nhưng mà khi đi ra ngoài chút nè, bực mình là đói bụng, không biết chút sáng ăn gì, không biết sáng ăn cái gì nữa. Bây giờ vô khách sạn ăn 50 đô đó, nó cầm 50 đô phải ra ngoài ăn ngon hơn rồi, đúng không? Mà ra ngoài ăn, giờ không có xe, phải bắt Uber. Uber chuyến đi 20, chuyến đi chuyến về 20 nữa, mẹ hết 40, thấy xàm chưa? Phải chịu thôi. Mình qua đây mình không có xe, mà đi mướn xe đi. Mà xe bây giờ đang mùa mắc, mướn mắc lắm. Mà không có xe để mướn nữa mới đau chứ. Mướn xe để khách sạn tốn 30 đồng tiền gửi. Đó, cũng vậy thôi, nói chung là phí. Tất cả mọi chuyện đều là chi phí. Mà bây giờ ví dụ như mình nói mình có tiền, bất chấp tôi xài thoải mái. Vì thằng đó mới xài tiền, nói thiệt mà luôn á. Có những thằng đó, nó xài chưa biết nó giàu hơn ai. Mà kiểu vậy, cái cảm giác nó xài nó xài sang, nó xài tầm bậy. Nói mình xài cái đồng tiền mình phải hợp lý. Anh Duy Nguyễn không dùng chữ xài ít xài nhiều, mà mình xài đồng tiền mình phải hợp lý. Khi mình xài đồng tiền hợp lý đó, nó phản ánh con người mình, nó có tầm nhìn xa trong rộng, mà nó làm việc gì cũng hợp lý hết. Nghe nhớ. Làm xong á, làm xong cái video này là ngày hôm nay có hai chuyện gì phải làm. Hôm nay ở bên xứ này đó là thứ bảy, nghỉ làm hết rồi, không có business được. Có hai chuyện gì phải làm. Một là Duy phải đi giặt ủi. Nếu mà Duy không giặt ủi á thì Duy phải bắt máy bay đi qua San Francisco, ghé nhà ăn bồ cũ, nhờ nó giặt giùm. Nhờ nó giặt giùm. Chứ bây giờ á, nói thiệt với bạn, đồ á tập Duy ít mang, mà mang có 7-8 bộ hết mẹ dơ rồi. Mà ở khách sạn bên này á thì theo Duy tìm hiểu nó không có giặt. Theo như tìm hiểu thôi nha. Chứ tại vì giờ ví dụ như mình qua đây mình hỏi chỗ mày có giặt không, nghe nó cũng bần mày, đúng không? Mà anh biết ở xứ Mỹ nó có những chỗ giặt ủi, thì anh sẽ trải nghiệm thêm cái chỗ giặt ủi nữa. Tức là cái này anh chưa làm. Đồ anh mặc tới ngày hôm nay nó dơ rồi. Cái trước anh qua Houston, có nói chung là có tình cũ bên Houston quăng vô nhà nó giặt giùm. Nó ly thân chồng rồi. Bữa nay nó sống làm như nó ly thân, mà cái chuyện mày bình thường cái sáng mày ơi. Tao nói thiệt, anh đi anh gặp đối tác giám đốc luôn, nó cũng ly thân nữa. Hỏi ổ giờ mày sống với ai? Ổ sống nhân đó tờ mày nhiêu tuổi? 17 tuổi. Ồ mày vậy mẹ nó nhà nuôi nó không, mẹ ly thân. Ờ giờ tao gà trống nuôi con. Ủa vậy hả? Đó nó má nó mày nó ly thân rồi, sao nó cưới vợ mới đi? Thôi cưới đậm khỉ gì nữa, giờ giao lưu cho vui. Còn nói vậy đó. Hỏi giao lưu đâu vậy? Trời ơi. Nó giao lưu nó nằm ở bờ Tây, nó quen con bồ nằm ở bờ Đông của ba. Đó xong rồi nó mướn nhà bển. Không mà chuyện quên chỉ để chuyện cá nhân của tao. Sorry nha. Nên anh chia sẻ thôi. Nói chung là cái cuộc sống mình trải nghiệm nó những điều rất là thực tế. Đúng không? Anh Duy Nguyễn là giám đốc đó. Nhưng mà giám đốc thì phải ăn thôi. Giám đốc thì phải giặt đồ chứ giờ sao? Không giặt đồ quăng đồ à? Nó thật sự bạn giờ quăng đồ biết quăng sao không? Quăng rác giờ ở Việt Nam một xe rác 50.000, bây giờ qua đây quăng rác quăng đâu? Quăng rác quăng thùng rác bậy bạ chửi thế bà đó. Nên giờ hai việc đầu tiên á là phải đi giặt ủi, xong rồi đi tập gym. Kỳ này là qua phải gold gym mới được, chắc chắn là tại vì cái gold gym nó nằm ở lốt này nó nổi tiếng. Mấy em biết sao nổi tiếng không? Tại vì mấy đối tác nó giới thiệu, mà bạn biết không, đối tác của anh là tầm CEO không à, mà CEO nó tập cái gold gym rồi, nó giới thiệu anh thì anh phải tập thôi. Anh nói anh phải tập, bắt buộc phải vô tập. Mày không cho tao đóng một ngày tao đóng mày một năm cũng được nữa. Cái kèo này là Duy quyết định chơi rồi. Wow. Chơi tới luôn. Nhưng mà giờ từ chỗ anh đi ra con gym, đi ra con gym á thì nó hết 20 phút chạy xe hơi á thì nó tiền Uber chắc bộn rồi. Chuyến đi 20, chuyến về 20 nó chắc 40 tiền Uber rồi. Nhưng mà khổ một cái á, ở gần thằng con gym á nó lại không khách sạn. Nó khổ vậy đó mà. Cái xứ lốt này nó nói chung mình bạn sống ở xứ lốt này á, nó có nhiều cái nó ngộ lắm. Khách sạn ở Lốt rất mắc. Có những khách sạn rất bình thường nhưng mà giá rất cao, trên 10 triệu. Đó mướn không? trên 10 triệu ngày bạn mướn không? Nope. Đúng không? Nếu bạn nói bạn mướn kệ bạn, tôi không mướn. Tại vì sao? Tại tôi bỏ số tiền ra trên 10 triệu nó đâu có gì ngon đâu. Nó cũng rất là bình thường thôi à. Nó rất là bình thường. Mà mình đi mình tính cái gì nó hợp lý nhất cho mình, đúng không? Ví dụ bạn ở cái xứ Mỹ này nó không có khái niệm ngon. Nó không khái niệm ngon. Ví dụ như bạn giờ bạn ở Sài Gòn đi, bạn nói giờ mướn khách sạn New World đi, nó mắc một chút xíu, nhưng mà nằm ở vị trí trung tâm đi bộ được thì nó đúng. Nhưng mà ở xứ Mỹ này đâu có nghĩa là bạn mướn trong downtown mà đi bộ được đâu. Thì nó cũng có chừng đó thôi ha. Nó cũng có mall, nó có mua sắm, nó cũng có nhà hàng, khách sạn nào cũng vậy thôi.
khách sạn nào nó cũng có mấy cái đó thôi, vòng vòng ở đây nó cũng có thôi, đúng không? Bạn muốn gì bạn đâu đi bộ nổi đâu, bạn phải đi xe thôi. Đi xe là chỗ nào phải Uber, thằng mẹ trong đau thao nó kẹt xe nát nữa, nó kẹt xe nát nữa, nên bởi vì khách sạn mà Duy bước ở chỗ ngoài thứ nhất mà là khách sạn ngon, khách sạn mới tới 4 sao 5 sao là nó ngon, dịch vụ rất là ok. Còn bạn muốn ăn uống cái gì đó, bạn chạy đâu chẳng có, đúng không? Đâu phải những cái đầu thao đâu, bởi vì sống ở cái xứ này nó không phải ở Việt Nam, nên bạn mang cái tư duy của Việt Nam qua đây bạn thuê khách sạn là coi chừng lộn á. Tại sao khách sạn nó mắc? Tại vì chẳng qua là cái vị trí đó bất động sản nó mắc, nó đông quá thì nó mắc thôi. Khách sạn ở có những khách sạn 3 sao nó lấy bằng 10 triệu luôn. Ủa mướn không? Mướn là mấy con khỉ gì nhìn phòng gym thấy gớm. Đó, anh không bao giờ. Nên thôi, nên dự cái mướn đây. Xong rồi đi Uber cho trong đó tập gym. Nó hợp lý hơn mà, nó hợp lý hơn. Cái tiền đi Uber nó vẫn rẻ vì khách sạn của bạn, đúng không? Mà bạn đã thuê khách sạn tập gym, bạn vẫn phải đi Uber thôi. Không khác được. Cũng không khác được. Nghe, nên nhớ cái điểm đó. Nên cái vấn đề kinh nghiệm chọn khách sạn nó rất là phức tạp, nó tùy thuộc vào địa thế, địa hình và giá cả. Đó, nên cái vấn đề là không có nói công thức chung được. Nhưng mà thôi, dài rồi, hết 10 phút lảm nhảm rồi. Bây giờ qua cái vấn đề chính. Duy chia sẻ với bạn một cái cảm giác tập gym ở trong cái khách sạn là Caesar ở Las Vegas. Đó có những khách sạn rất là nổi tiếng và rất là đẳng cấp. Nói chung là khách sạn Las Vegas đó, thì nó không có hàng thường, nó chỉ chung như nhau thôi. Nên bạn đi hàng nào cũng được. Đó, nhưng mà Duy chọn Caesar tại cái tên nó là Caesar, nó độc bạc. Tên nó Caesar, nó thiết kế trời đất má như trong như là hoàng cung vậy đó bạn. Bởi vậy mới nói nè, cái xứ này còn là nó hay thiệt. Nó bởi vậy cái kiến trúc nó quá đã. Quá đã. Đi khách sạn Las Vegas là bạn đi xong bạn qua bạn nhìn mấy khách sạn ở chỗ khác là thấy thường. Mấy khách sạn ở chỗ khác nó như Việt Nam thôi, nó cũng là cái phòng ốc bình thường mà nhìn nè. Nó là cái phòng này đó thôi. Đó. Thằng này 4 sao rưỡi nè, thằng Duy đang ở là 4 sao rưỡi đó. Phòng ốc bình thường nhưng mà không nha. Ở trong Las Vegas trời, khách sạn cái thằng Caesar kiến trúc đẹp lắm. Ở ngoài nhìn nó cổ cổ kính kính nhưng mà vô trong nó trời được coi. Anh Duy đánh giá là cái thằng kiến trúc của thằng Caesar đó nó chỉ thua Vatican thôi. Nó chỉ thua Vatican thôi. Cái trần nó làm giống y chang nha, phù điêu này nọ ha, nhìn nó kiến trúc nó không biết dùng cái từ gì, nói chung nó đẹp lắm bạn ơi. Nó đẳng cấp, nó sang, nó hoàng gia lắm. Nó hoàng gia cực kỳ. Còn Vatican á thì nó làm đồ thiệt luôn, nó là những cái giống như là bức tranh của Vatican rất đáng giá tiền. Đó, nó trải qua bao nhiêu họa sĩ vẽ trong vòng bao nhiêu năm để tặng cho lãnh nguyên thủ đường thủ kia thì đó, nó đáng giá lắm. Mà Vatican á kiến trúc nó làm bằng đá, đá thiệt. Đá thiệt. Còn ở bên Caesar nó giả. Ở bên Caesar là nó chưa có đá thiệt. Đó, nó đẹp lắm, nói chung là khách sạn ở bên Las Vegas khách sạn quá rẻ. Đó, bạn thuê khách sạn như Duy đi Caesar 2 triệu mấy. 2 triệu mấy thì khách sạn. Đó, lợi khách sạn quá rẻ nhưng mà nó là dịch vụ ăn uống và xong bài. Nên nó bao tiền bạn vô khoảng 2 khoản đó. Còn khách sạn ở Lot này nó rất là mắc. Nó rất là mắc nhưng mà nó không có bao xong bài. Ăn uống mà ăn ở trong đây cũng được, ăn ngoài cũng được. Nhưng mà vấn đề đó vấn đề phụ. Đó, Duy tư vấn tên khách sạn cho bạn ở thôi. Ở Las Vegas bạn ở khách sạn nào cũng đẹp cả. Không có khách sạn xấu, ở nơi đó là không khách sạn xấu. Mỗi khách sạn đều có nhấn riêng nhưng mà bạn nên chọn những cái khách sạn mà nó mang tính chất mà nó cổ cổ thì nó sẽ đẹp hơn. Nó cổ nó sang, các bạn vô nhìn cái ánh sáng một cái mà ông là biết mà giàu rồi. Đó. Bạn biết không, cái chữ đẳng cấp và chữ sang trọng nó không phải đơn giản là nó đẹp hay không đẹp, đẹp như thế nào. Đó, bạn nhìn đi cái khách sạn Caesar nó, trời đất ở trong nó cách bố trí đèn, ánh sáng của nó, rồi kiến trúc, rồi tường, rồi toilet, rồi vệ sinh rất là đẳng cấp thế này, rất đẳng cấp. Đó, nó thì không phải là nhận tiền của thằng Las Vegas mà đi bia nó, mà nó là sự thật. Nó là sự thật, nó là một cái ốc đảo ăn chơi, xung quanh nó chả có gì, có núi không à. Nhưng mà ở giữa cái lòng Las Vegas là một hệ thống khách sạn sông bài đẳng cấp. Đó, mà mình đi Las Vegas đó, là bạn vô trung tâm nha, đừng đi ngoài. Ở ngoài nó cũng có khách sạn nữa, nhưng mà khách sạn ở ngoài á thì nó thường á, nó không có được ngon, nhìn nó chỉ sao sao. Nhưng mà ở trong Caesar đó, cái gì ấn tượng là cái phòng gym. Cái phòng gym ở trong Caesar đó, nó rất là đầy đủ máy. Nó sử dụng hệ thống máy Technogym. Thì hệ thống máy Technogym là cái hệ thống máy mà cái phòng gym Cali ở Việt Nam nó làm. Nó làm hệ thống máy Technogym. Còn hệ thống máy của Duy là phải máy Tấp Sức. Đó, Tấp Sức máy của Duy là máy, nói chung là thằng Technogym là cái thương hiệu nó phổ biến. Còn thằng Tấp Sức nó giống gì nè, Technogym nó là Toyota, còn Tấp Sức nó là Ferrari. Đó, wow. Nó là Ferrari mấy em. Thì hệ thống máy đó là một trong những hệ thống máy mà nó được nhất trong những khách sạn mà Duy tập. Mình không so phòng ngoài, tại phòng ở ngoài là phòng khác, phòng gym khách sạn là phòng khác.
phòng gym khách sạn thường thường là nó nhỏ, nó thiếu dụng cụ này nọ kia, nhưng mà cái phòng gym mà trong khách sạn xe xa đó thì máy móc rất đầy đủ, và máy móc khá là đầy đủ. Tất nhiên nó không bằng THL, nhưng mà tạ nặng có, tạ nhẹ có, các hệ thống máy căn bản cũng có, nói chung là nó nhiều hơn những phòng khác, nên Duy tập ở đó Duy cảm thấy nó tương đối rất ok. Vậy thì đổi ngược lại, bạn bỏ ra có 1 triệu, 2 triệu mấy à, bạn ở khách sạn và bạn có được cái phòng gym như vậy, và bạn có được cái hệ thống giải trí là nhà hàng sòng bài, rồi ở trong phòng nó cũng rất là ngon, rất là ok, thì muốn gì nữa, quá đã đúng không, quá rẻ. Nhưng mà chỉ có một điều á, là ở Las Vegas, hệ thống khách sạn Las Vegas nó khác những cái hệ thống khách sạn chỗ khác, là bạn muốn đi được cái chỗ tập gym bạn đi rất xa, mà không chú ý bạn sẽ bị lạc rất xa, và đi xa lắm, đi bộ xa. Nhưng mà đi vô trong phòng gym xa là bạn phải check in, check in rất là khó, nói chung nó phiền. Mà giống như bạn đi khách sạn ở chỗ khác thì bạn chỉ mở cửa vô bạn tập thôi, bạn đi ra thôi, check in check out khỉ gì, nó táo rễ cà rổ, bạn muốn lấy nhiều trái cho được. Bữa hổm chị thấy con kia kìa, nó không biết nó vô lấy 4-5 cái táo luôn, vợ ăn sáng không hay gì. Người ta ghi rõ ràng là táo mỗi người một cái, chuối mỗi người một cái, nước thì lấy vô tư, khăn mỗi người một cái. Còn đằng này hả, nó lấy trời ơi, nó lấy táo, nó lấy 4-5 trái luôn, cam nữa. Nó bỏ trong ba lô, nó về nó ăn cả ngày hay sao á. Bỏ về đi nhiều gặp cả mấy cảnh mắc cười mấy. Rồi cái nói về cái sự phục vụ, cái sự phục vụ phòng gym ở trong đó rất là tốt rồi. Rất là tốt, mặc dù đi vô check in nó bắt mình ký tên, nó hỏi mình room number, nó bắt mình ký tên này nọ kia, xác nhận đồ các kiểu, đưa thẻ phòng ra đó, còn không vô tập tốn 25 đồng. Rồi ở ngoài vô tập tốn 25 đồng, khách sạn được bao 25 đồng, quy ra 500 đô bạn, rồi còn gì nữa, đúng chỗ 500 ngàn chứ, hơn 500 ngàn chút. Vô đó đó bạn, nước thì được uống miễn phí, chị nó không nói, chuyện nước miễn phí được chuyện bình thường, chuyện khăn miễn phí được chuyện bình thường, khăn nha, khăn thì mỗi người lấy một cái, xong rồi bạn ra bằng tập mấy cái máy cơ đó, mấy cái máy stretch dry đó, mấy cái máy đẩy ngực trong bằng tập này nọ kia. Rồi khi mà ở trên máy chạy bộ đó, trên máy chạy bộ nó để một khăn riêng. Wow. Nó để một khăn riêng, tức là một người vừa mới xuống tập xong á, là có con nhỏ giống như nhỏ lễ tân á, nó chạy đợi, nó đổi khăn, nó đổi khăn xong rồi cái biết sao nói không, nói chung là nó phục vụ rất là văn minh, nó rất là văn minh mấy em. Xong rồi cái mẹ cái thằng đi chung với anh á, cái thằng đi chung với anh á, nó nửa thằng nửa con. Nó đi chung với anh á, nó đi đánh bài này nọ kia, người Việt kêu đó bá vô cái này nó chơi bời thoải mái đi đó, nó lắp với gác người Việt cá đống nó, nó đi chung với anh, anh nhờ chụp hình rồi đó mấy em, nó đi chung với anh xong nó nói ồ Duy, Duy ơi, tao thấy bên này á phòng gym nó làm gì rất là văn minh, rất là lịch sự, mày về mày bắt trước mày làm cái tho của mày đi, nó kêu cái tho không mà ba, nó mày kêu THOL đi, nó quê quê mà nó là thương hiệu của tao, còn không mày kêu là TSOL đi, nó không chịu, nó lại chữ này là tập tho thôi. Tho, đọc gì dài vậy? Tho, đó, về mà làm cái tho mày đi. Cái đó nói, thôi mẹ ơi, cái xứ người ta là xứ văn minh, người ta làm được. Đâu mà còn xứ của tao làm này cho bán nhà hả? Cái đó sao bán mày? Nói giờ mày nghĩ coi, ông bên gym chỗ tao á, có 1 triệu 1 tháng à. Đúng không? Mà thằng nào đóng 5 á, thì còn có 500 ngàn tháng à. Wow. 500 ngàn tháng mà chia coi, ngày có 10 mấy ngàn bạc. Đúng không? Ngày có 10 mấy ngàn bạc, rồi mày làm cái khăn này mày tốn tiền giặt nhiều cái à. Rồi mày tốn tiền gọi là cu li bưng giác cái khăn nữa, đúng không? Sao được? Mà tao nói thiệt với mày á, cái xứ người ta văn minh người ta làm được, còn cái xứ Việt Nam mình nó chưa có văn minh. Ông mới vô tập tao nói thiệt với mày á, mà để khăn đi nó xu về nhà mày 4-5 cái luôn. Cái gì cũng có nữa hả? Sao không có? Thôi ơi, bình thường cái gì mà nó lấy về nhà luôn hả? Tao nói mày nó lấy về nhà là chuyện nhỏ nha, tao nói cái này còn ghê hơn nữa nè. Mà biết phòng gym của tao không? Tao bỏ xà bông ở trong toilet đó. Nó lấy nó tắm không nó lấy nó tắm là chuyện bình thường. Còn đằng này á, nó lấy cái bình khác đó, nó chiết xà bông vô nhà, vô cái bình nó đem nhà tắm nữa. Ông thấy ghê chưa? Xong rồi tao quê tao bỏ luôn, tao bỏ xà bông luôn. Rồi cũng có nhiều anh chị em góp ý. Nó là thôi Duy Nguyễn ơi, gym 5 sao rồi giờ làm xà bông đi em. Dạ em biết anh. Rồi mới gym 5 sao của em nhưng mà người tập chưa 5 sao anh. Anh thì không nói. Đúng không? Còn mấy thằng cô hồn kìa. Ở ngoài mặt nó đường hoàng lắm. Nó ví dụ như BCA người ta cho free thì cũng phải hiểu rằng à free thì một người lấy 1 ly thôi, hay hoặc là một người lấy 1 bình lắc thôi. Nó đem cái bình 2 lít vô nó xúc luôn. Mà có cái dân Việt Nam mà nó nghĩ như vậy á, mà làm gym 5 sao tôi nói cho chết hả? À, còn cái khăn á, có thể bạn khăn để lau mồ hôi, đúng không? Xong rồi trả vô để ta giặt đi thì nó nhẹ nhàng. Còn xin lỗi các bạn nha, khăn nó cầm vô toilet luôn.
mà nó cầm cho tôi đánh nó làm cái gì thì ông nội ai biết đúng không? Đó. Xong rồi nó đem về nhà luôn, thì bạn nghĩ coi làm sao phát triển được cái đó. Rồi mình nói ra thằng Việt Kiều nó mới há mỏ, ủa vậy luôn hả trời, cái gì kỳ vậy ta, kỳ kỳ con khỉ, nó vậy đó. Nói chung mày phải trong chăn mày biết chăn có rận, chứ còn nói thật mày tập gym ở đây á, dân ở đây là khác, dân giàu tập gym nó khác, còn dân Việt Nam á giàu cũng có mà nghèo cũng có mà tào lao cũng có nữa đó. Bây giờ mình làm cái phòng á mà giá mắc quá thì anh chị em tiếp cận không có nổi, lâu dài không được thì người đàng hoàng người ta thiệt thòi đó. Mà khi mình làm cái giá rẻ quá, chậu tre nó vô một nồi thì cái mày á, Việt Nam này mà dân trí cao, Việt Nam này mà như tụi mày á thì giàu lâu rồi, chứ không phải như tối ngày người ta nói được cái này chỉ có Việt Nam, nghe buồn chết bà nội luôn. Xong rồi rất dư tặng chuối tặng táo nữa, này nè chị thấy không, bên đây nó tao tao khách hàng à, tao vô thấy nó cho tặng táo cho tặng chuối này nè. Trời ơi coi nó đã quá, mày mốt mày cứ mua đi, mấy cái này nó rẻ lắm, rẻ cái cù lôi mày chứ rẻ. Trời đất ơi, một trái táo ở Việt Nam này á mày mua bằng giá tập nó một ngày rồi đó, mà tao bảo đảm với mày, mày để táo ra một cái một năm phút xong còn trái nào đó. Mấy ủa vậy luôn hả? Ừ thôi nó khó lắm, đừng có tư vấn, đừng góp ý đó. Bây giờ á mày tập gym ở xứ Mỹ á hay là xứ châu Âu gì đó thì mày thấy nó phục vụ vậy thì cậy bà nó đi. Mày phải hiểu rằng á cái phòng gym này nè là khách sạn nó tập, mà khách sạn là khách VIP, thằng nghèo làm gì đi khách sạn được, đúng chưa? Thì đã là khách sạn là khách VIP thì người ta phải VIP, người ta cư xử rất là văn minh, tiền người ta không cho thêm thì thôi chứ không người ta lấy đi nó. Nên cái chuyện mà cái thằng này nó làm khăn với làm táo rất là hợp lý trong độ kinh doanh. Ví dụ như nó làm xong á cái thằng tập nó thoải mái, nó lên nó đánh giá 5 sao đúng không, nó comment một cái nữa thì khách sạn nó sẽ có uy tín, nó xuất hiện trên trang tìm kiếm là nọ kia, nó có nhiều khách thì tao làm ăn tao có lợi. Còn bây giờ tao làm một phát một tao nói thiệt chứ mày, 5 sao không có đánh đâu, đánh 1 sao không à. Mắt tao nói thiệt, cái dân Việt Nam này là cái dân rất là bất xúc nha. Ví dụ như trong ty đối thủ đi, nó mướn đám để trâu tạc lon vô quất 1 sao thằng này cho tao, nó cứ vậy hoài à, làm sao phát triển được đúng không? Cái sao Việt Nam này nó không phản ánh được đúng cái gọi là cái giá trị thực của doanh nghiệp và của cơ sở kinh doanh, mà nó là một cái động cơ gì đó, nó cạnh tranh không lành mạnh. Trời ơi, bữa đó bức xúc với nó nói nhiều lắm mày. Rồi bây giờ chúng tôi uống chút em. Nói chung thì anh Duy Nguyễn chưa trải nghiệm được hết 50 bang của Mỹ, nhưng mà những cái kỷ niệm về gym á ở Las Vegas á thì chắc là anh sẽ nhớ. Tại vì ở Las Vegas dịch vụ khách sạn nó quá tốt. Khi mà về Việt Nam anh sẽ phải lôi lại mấy cái khách sạn mà Duy đặt ở Las Vegas đánh giá cho nó 5 sao, nói gym mày thì bơ phát quá, được quá. Nó mà gym khách sạn này là gì, home gym thôi, home gym dùng hệ thống máy móc cái tạ nhà quá là ok, không gian phòng nó cũng rộng rãi nữa. Mà ở bên xứ này nó lạnh, mà tập gym nó lạnh lắm, mà mình qua đây mình tập mình thấy nó văn minh gì đâu á. Mà thật sự mình với thật sự nhìn với buồn, nó biết chừng nào má Việt Nam mà mới được như vậy ta, thật sự đúng không bạn? Mà Việt Nam thì nó rộng quá, Duy cần Việt Nam, Duy cần cái phòng gym tép con lời của Duy thôi, Duy cần cái phòng gym tho của Duy thôi. Ở góc độ doanh nghiệp và chủ đầu tư thì Duy dư sức Duy đầu tư được, không có gì phải có cả. Thậm chí mà những cái gì mà Duy đầu tư á nó còn mắc hơn bên đây nhiều đó, nó còn mắc hơn bên đây nhiều đó. Nhưng mà bây giờ á ở Việt Nam mình đầu tư ra mà được khách hàng hưởng ứng và họ tập luyện thành một cái guồng máy mà mình nghĩ trong đầu á, nó quá được văn minh. Nó tập xong nó chưa thấy nào mà thả tạ ra ngoài đường á, thật sự luôn á. Mày nghe cái thằng Mỹ đen thôi, anh nói thiệt, cái thằng Mỹ đen thôi, nó tập tạ xong á, nó cũng tháo tạ ra gọn gàng chất vô kệ. Anh Duy ví dụ thôi, nó đẩy ngực thì cũng 100 kg thôi à, đúng không? Nhưng mà 100 kg nó có 4 bánh, mỗi bánh là 25 pound, hai bên là 8 bánh, đẩy xong đáng lẽ như con người ta đẩy xong người ta đi rồi, còn nó hả, nó đẩy xong á nó tháo từng bánh nó cất vô kệ, wow. Đổi ngược lại thằng khác tập, nó tập cái cây nè, cây barbecue nè đó, nó cũng gắn tạ vô, nó tập xong á nó tháo từng bánh ra nó cất vô kệ tạ, còn cây nó cầm cây nó gác vô cái rắc đó. Còn đừng nói gì dumbbell, thằng nào mà để một cục ở ngoài chắc thằng đó nguyên quỷ nguyên cái phòng chửi luôn á đó. Một cái phòng tập gym nó ý thức rất là cao, rất là văn minh. Mẹ con phòng Việt Nam mình đi kiếm tạ mệt chết mẹ, nó thiệt luôn đúng không em? Mấy em có thấy không, cái đó là mấy em làm được, đâu có gì đó làm được, mà tại sao không làm đó?
tại sao không làm? Nói thiệt với mấy em luôn á, ở Việt Nam có những thằng á, nó tập gym không đi vệ sinh, nó thèm xả nước luôn. Ôi, càng nói ra kiểu nó càng buồn, chứ phòng gym mà đầu tư biết nhiêu tiền, đúng không? Mình đi ra nước ngoài thế, nó đúng là nó làm thì nó đâu có sợ, nó làm nó không sợ lỗ luôn á. Tại vì người dân, cái người tập á, người ta ý thức rất là cao, mà mình nhìn ở cái phòng vậy đó, mình cũng rất là ngưỡng mộ. Đó, mình ngưỡng mộ cái phòng mà tại sao nó làm cái vậy này nọ kia, nó những cái người tập á, người ta coi gym giống như cái nhà của họ vậy đó, họ cùng chung tay sức, họ làm đẹp cho ngôi nhà của họ. Yes. Họ làm đẹp cho ngôi nhà của họ, họ tập họ cũng có la rùm nữa bạn, họ tập họ cũng thở thì có thở, những cái nào nặng á thì cũng nhỏ nhẹ thôi chứ không có la rùm, đúng không? Anh Duy tập cũng có chung với mấy thằng Mỹ đen, nó bự chứ bộ, nó bự ú, nó bự nhỏ, Mỹ đen cũng bự, nó tập cũng, thằng Mỹ đen thì nó tập cũng nặng á, nhưng mà thấy nó cũng không có la nào kia đó. Nó thấy mà anh tập nó nhìn anh nó cũng thích nữa, nó cũng lấy tay nó lái kịch một cái nữa, không vô cái phòng gym nhìn thấy nó lạ lắm em. Không, giờ mình đây mình ngồi đây mà nói nhiều quá thì nó mang tính chất gọi là mình quảng cáo quá, nhưng mà cái đó là cái sự cảm nhận, đúng không? Cái sự cảm nhận mà mình tới một cái môi trường gym mình cảm thấy nó như vậy thì mình phải thốt lên lời thôi, chứ mình không thể nào mình im lặng được. Cái cảm giác như là gym là một cái gì đó nó nằm ở trong máu, trong thịt và trong xương của anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn gặp một cái môi trường gym nào anh Duy Nguyễn cũng phấn khích, cũng muốn lao đầu vào tập luyện, cũng muốn trải nghiệm, cũng muốn này muốn kia đó. Mà huống hồ gì Mỹ á, là cái xứ mà gọi là nó khai sinh ra gym, mà khắp nơi thế giới đang học gym của Mỹ đó. Mỗi cái nơi đi qua nó đều có một cái cảm nhận rất là riêng. Và tập gym ở trong những cái phòng như vậy mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Học hỏi về cái đương nhiên là cái cách quản lý là một phần. Rồi một phần khác mình thấy cái môi trường người ta sao đảo á. Nói chung là nhìn người ta nhìn lại mình thì thấy không biết chừng nào á. Không biết chừng nào thì cái phòng gym của mình nó mới được như vậy. Tại vì anh có 4 phòng gym ở Việt Nam. Wow. Mà 4 phòng gym của anh nó thuộc dạng phòng sang, chứ phải là phòng thường, đúng không? Cuộc đời của một gamer ra đó, đi làm kiếm tiền kinh doanh này nọ kia, có tiền mở phòng gym thì mở phòng gym ra thì đó là cái linh hồn đứa con của mình rồi. Nên cảm thấy là con của mình mà có cái mạnh hệ gì đó thì mình cũng buồn đó, mà mình cảm thấy cái có một cái gì đó nó hơi đau lòng. Bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi, già sắp chết 35 rồi, năm sau tết hôm nay nó 35 rồi, còn bảo được bao nhiêu năm nữa đó. Thôi nó tâm sự với em vậy thôi. Chúng anh cũng có chụp số hình là phim này nọ kia, rồi tụi em anh sẽ chèn làm video cho tụi em coi được những môi trường đi qua và những cảm nhận của riêng anh. Anh thì giống như học giỏi văn á, xong rồi thích bình trước một cái sự vật hiện tượng đó trong xã hội á, thì anh đưa ra cái bình luận, cái nhận định để nó góp phần, nó mang tính chất xây dựng à, đó là con người của anh. Còn trong cái quá trình mà gọi là quay video đó thì nó có diễn trước đỉnh những cái cảm xúc này nọ, những cái câu nói ngôn từ này nọ nó đời để cho video nó thêm vui, nó đỡ chán, để cho tụi em nghe mắng gì mà chắc tuổi trẻ chút đừng nghiêm nghị quá thì nó cũng hay. Chứ mà giờ anh là thằng giám đốc lên mà nói chuyện nghiêm nghị trình bày rồi đó kia, ai mà theo nổi, chán lắm em. Thôi giờ tới giờ anh live stream phục vụ cộng đồng rồi, cảm ơn các em đã theo dõi video nha. Đó, có những cái trải nghiệm nào sẽ làm video tiếp. Nó có xứ Mỹ này rất là nhiều trải nghiệm, anh đi Mỹ này về phải 100 video, ít 100 cái ít đâu nhiều. Và bye bye em, hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.